đánh giá sơ hóa gan. Thứ nhất, vai trò của nó. Đầu tiên, sơ hóa gan là cái gì? Cái này nói cho ta có rồi đúng không? À, nó gồm có 0, F1, F2, F3, F1. Từ F2 trở lên gọi là significant fibrosis, là sơ hóa nặng nề. Sơ hóa nặng là từ F3 trở lên, từ sơ gan là F1. Sơ hóa gan là fibrosis. Sơ gan và cirrhosis hai từ hoàn toàn khác nhau. Khi nói đến sơ gan có nghĩa là hẹp cổ nghe. Chứ đừng có nghe người ta nói không cần la, nó không cần la, không hiểu ha. Vai trò đó là gì? Không có cô nói rồi. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là quyết định điều trị. Những bệnh nhân mà F2 trở lên là phải tích cực điều trị để tránh tiến triển đến F3 và F4, vì khi qua F3 có nguy cơ ung thư cực kỳ cao nghe. Đó. Thành ra tất cả guideline điều trị viêm gan virus B và C, tất cả bệnh nhân từ F2 trở lên đều phải điều trị liều chứ không chờ nha. Thành ra đối với F0, F1 thì cần chờ được, nhưng mà F2 là phải điều trị liều. Thứ hai là mục tiêu và đáp ứng điều trị. F0, F1, F2 nó đáp ứng điều trị tốt hơn là F3, F4. Kế tiếp là giúp mình theo dõi. À, theo dõi. Mình xác định được cái thời gian bắt đầu tầm soát ung thư. Như ung thư tế bào gan, sợ nhất là ung thư tế bào gan. Tất cả bệnh nhân F3 và F4 đều phải theo dõi ung thư tế bào gan định kỳ mỗi 6 tháng. Đặt AFP và sử dụng, nhớ chưa? Còn đối bệnh nhân F4 bên cạnh ung thư tế bào gan là phải tầm soát giảm và hiệu quả. Tất cả bệnh nhân sơ gan đều phải nội soi thực quản dạ dày đặc để tầm soát giảm và hiệu quả và phòng ngừa. Theo dõi điều trị, đánh giá tiến triển hoặc phát triển, có nghĩa khi mình điều trị ok, mình thấy là gì? F4 nó xuống F3, F3 nó xuống F2, nó xuống như vậy là các bác cũng rất là tốt. Nhưng mà điều trị xong nguyên nhân rồi, mình phải F4 hoài, đó là một trường hợp sơ gan mất bù. Sơ gan mất bù rồi không bao giờ lùi F được hết. Chỉ có sơ gan còn bù, sơ gan còn bù, đa số bác sĩ không chẩn đoán được giai đoạn này, không chẩn đoán được sơ gan còn bù. Vì điều chứng không có, tất cả xét nghiệm đều bình thường. Chỉ dựa vào án tên lớn hay là tên là phụ nữ mà không còn để tính chỉ số F3. Đề thi chương 2 vừa tôi cho là số F3 để ra được một cái chẩn đoán sơ gan còn bù. Đây là những cái chỉ định, những cái cá để chứng minh rằng sơ hóa gan cực kỳ quan trọng. Tôi nói là em không cần phải để ý đó. Đó là ngay cả những sinh tế thế giới năm 2016 có viêm gan C, họ nói gì? Họ nói rằng là đề nghị là nên tính chỉ số EPRI hoặc kiếp 4, nên nhớ cái EPRI thôi để đánh giá sơ hóa gan. Vì những cái phương pháp không xâm nhập, đặc biệt là EPRI ở những cái nơi mà nguồn lực nó kém hoặc là những cái nơi nguồn lực nó cao hơn, họ dùng elastography, đó là final scan. Tất cả bệnh viện hiện nay tư nhân và một số bệnh viện công đều có máy này hết nha, là final scan. Như vậy tôi chỉ yêu cầu em đọc để tính được EPRI. Thứ hai là hiểu fibroscan là cái gì, vậy thôi. Nếu muốn tất cả một gì đó đặt thứ hai cũng phải một thôi. À, vì cái đó cực kỳ quan trọng với mấy em đó. Và chưa, Việt Nam mình chưa ai nghiên cứu về sơ hóa gan mà sâu như tôi hết, thì đó là đề tài tiến sĩ của tôi. Thì làm sơ tiết gan tôi nghiên cứu rất là nhiều về cái sơ hóa gan. Đối với gai lai của Mỹ, bệnh lý gan hoặc là bệnh lý gì thì họ nói rằng đánh giá sơ hóa gan nặng, tức là từ F3 trở lên bằng sinh thiết, bằng hình ảnh hoặc là những dấu ấn không xâm nhập, nên được làm cho tất cả bệnh nhân nhiễm CVC để mình có những quyết định điều trị hợp lý, có chiến lược và điều và có dung để đánh giá nhu cầu có cần phải tập soát thêm những biến chứng khác không, đặc biệt là ung thư tế bào gan ha. Tóm lại tất cả bệnh nhân virus B mạng, C mạng hay những bệnh lý gan mạng nói chung đều phải đánh giá sơ hóa gan hết. Với viêm gan C, em thấy đó là đây là cái guideline của châu Âu năm 2017. Thì họ nói gì? Họ nói rằng là đối với những bệnh nhân mà sơ hóa nặng, tức là sơ hóa từ F3 đến F4, cho dù mình điều trị thành công SVE là nặng virus, điều trị thành công rồi thì vẫn phải tầm soát ung thư mỗi 6 tháng và sau đó. Thấy chưa? Tức là cho những ai điều trị thành công hết virus trong máu rồi, cả con B và con C, nếu nó là sơ hóa F3 và F4 thì phải tầm soát ung thư, chứ phải cho mình về đâu. Nên không biết ra không đánh giá sơ hóa thì những bệnh nhân lại không có thể tiếp tục mà họ quay lại hoặc cứ em thì cũng có một chút xanh hơn đó. Nó em nó được thành công cho về không theo dõi gì hết.
Còn đối với cái gai lai cổ tử thì sao? Họ nói là gì? Những bệnh nhân điều trị qua sen thành công rồi á, thì nếu nó là sơ hóa nặng, ha, nhưng nếu nó không phải là sơ hóa nặng, không phải sơ hóa nặng, cũng không phải là F2, tức là từ F0 đến F2, thì nên theo dõi bệnh nhân như một người điểm chưa từng bị nhiễm viêm gan C, tức là nhà bệnh nhân này là tỷ lệ F0 đến 1F2 thôi. Sau khi điều trị thành công, thì em theo dõi bệnh nhân này như một người chưa từng bị nhiễm viêm gan C. Mỗi năm kiểm tra, nhưng có một kiểm tra bằng HCV, RGA, kích thước cửa vào HCV, RGA, thẳng thì nó còn tái mãi thôi. Thật ra mình biết cái đó. Còn cái lai của cái lai của việc của châu Á Thái Bình Dương và viêm gan B cũng vậy, bác sẽ thấy là tiêu chuẩn trước đây điều trị là trường hợp men gan. Tuy nhiên những trường hợp men gan bình thường thì họ phải tặng đánh giá gì? Đánh giá sơ hóa và mình chỉ điều trị đối với những bệnh nhân từ sơ hóa F2 trở lên, cho dù bệnh nhân này có men gan bình thường, tất cả cái lai đều nói hết, nhưng mà mình không có để ý gì đó đâu, không có để ý gì sơ hóa hết. Thế men bình thường cứ thế mà theo dõi thì chẳng làm gì hết. Nên nhớ men bình thường và sơ hóa thì F2 không được để lấy F3 của mình trong vấn đề đó ha. Đây là cái lai của châu Âu cũng vậy, họ cũng nói đến đánh giá tình trạng sơ hóa. Moderate fibrosis là tương ứng với significant fibrosis, tức là sơ hóa ít nhất là từ F2 trở lên. Đây là một cái vấn đề liên quan đến điều trị thế này. Tổ chức Y tế Thế giới thì nó dựa vào sơ gan là đầu tiên hết để đánh giá điều trị tất cả bệnh nhân được gọi là F4 là phải điều trị bất chấp men, bất chấp nhiễm HBA. Mà dẫn nó F4 sẽ là một vùng cực kỳ khó, thành ra mình bỏ sót, mình không điều trị ha. Như vậy để chẩn đoán F4 thì hậu viên mình dùng cái gì? Và F3, tính F3 và T2 là gần như 95% là sơ gan và FibroScan. FibroScan trên 12-12 kPa, tức là tính F3 hoặc mình đưa đi là FibroScan, hoặc mình làm cả hai luôn, thấy cái là F4 thì là này chắc chắn là sơ gan. Cho dù men gan hoặc là cho dù ý kiến của HBN không cao, tiêu chuẩn điều trị đây là men phải tăng cái 2 lần là phải cao. Nhưng đã sơ gan thì nó không quan tâm đến chức năng của nó, đó là gai lai mới nhất, gai lai liên quan đến Y tế Thế giới năm 2015. Đó, tính đó. Bệnh gan thì mở ốc cho đủ lượng dựa vào gì? Chỉ số nắng hồi tâm của score và FibroScan hay ha. Là đánh giá tất cả bệnh gan nặng nó đều có đánh giá sơ hóa gan hết. Thì các phương pháp đánh giá sơ hóa gan có rất là nhiều, nhưng mấy anh chỉ nhớ giùm tôi. Thứ nhất là FibroScan, thứ nhất là cái F3, thứ hai là FibroScan. Đây là cách tính F3. F3 nó sẽ bằng là AST chia giới hạn trên bình thường của AST nhân cho 100 chia tiểu cầu, nó tự đó là 10 chuyển từ 9 trên lít. Giới hạn trên này là giới hạn trên của phòng xét nghiệm, chứ không phải là giới hạn trên bình thường của các gai lai. Ví dụ phòng xét nghiệm này nó cho giới hạn trên bình thường là 40, lấy 40 đa số là 40. Thì cách tính, mình nhìn đọc cách tính đi ha, thì hòm mà không có gì hết. Ví dụ, ủa nó không có chuyện không? Ví dụ đâu rồi? Thì có cái gì tính quá. Ví dụ là AC 68, thì còn chỉ xung ngang, thì phép vi là 1.8, chứ 1.8 chứ gần như là F3, F4, 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 bệnh nhân này không có đợt cấp, đang có đợt cấp thì AC nó tăng, hoặc đang uống rượu nhiều thì AC nó tăng, nhưng mà tính không chính xác nữa. Những cái trường hợp về AC nó phải tăng được chỉ là mãn tính thôi. Của nhiều trường hợp cấp trên này nặng thì không đánh giá được sơ hóa nha mấy em, chỉ đánh giá trong trường hợp mãn tính thôi, tức là men gan ở dưới gì 300 rồi. Bây giờ cái cách nói của nó nè, tôi không nói nghiên cứu thì nhiều, nhưng mà cách nói của nó nè, nếu mấy em tính 0.5 thì coi như là bình thường F0 F1. Từ 0.5 đến 1 là F2, từ 1 đến dưới F2 là F3, F4 và trên 2 chắc chắn là F4. Bây giờ nó rơi vào từ 1 đến 2, F3, F4 không biết thằng nào là F3, F4 thì làm gì? Cho là FibroScan. Cho là thêm FibroScan, nó trả lời F3 thì là F3, nó trả lời F4 thì là F4. FibroScan ở đâu có làm hết đơn em. Tới đi đâu cũng là hồi gan. Con gọi là hồi gan, em chỉ chú ý đến cái FibroScan thôi. Cái máy của tôi đó ta đó là 300.000 thôi. Đối với máy FibroScan này, nó có hai cái đầu dò. Cái máy FibroScan này nó có hai cái đầu dò. Một cái đầu dò thứ nhất là để gì?
rồi mình mới mở. Ví dụ trả lời là mình mở cái là 30%, 60%, tức là số lượng tế bào gan mình không mở, đúng không? Nó có 2 đầu giờ. Đây là cái kết quả đọc của FibroScan. Kết quả đọc của FibroScan các em phải để ý sau đây. Thứ nhất các em kiểm tra cái success rate. Success rate tức là đo ít nhất 10 lần tổng lại cái trung bình nó ra là cái sơ hóa. Nhưng khi mình làm á, mình làm 20 lần và thành công 10 lần thôi. Như vậy mình lấy 10 chia 20 là success rate chỉ 50% thôi. Thì nó không có gì hết, nó không có chính xác. Success rate phải đạt trên 60%, có nghĩa là 20 lần đo thì là cộng 12 lần đo thành công. Thứ hai các em phải check cái EQM index. EQM index là cái thuê. Như một dãy số rồi. Bao nhiêu số đó chia làm gì? 4 lần. Thì cái số điểm đo thì 5.82 điểm cứ coi là mình sẽ đánh đai nhiều quá. Ý nó nói là lần đầu đo 5.2 kPa, lần sau đó là 12 kPa thì chắc chắn EQM index là gì? Nó sẽ lớn 30%. Do đó EQM index em phải ghi đọc xét nghiệm, em phải coi nó nhỏ hơn 30% hay không. Khi hai cái này đã mã rồi thì em phải đọc cái con số ở trong. Con số màu xanh là con số nhiễm mỡ, con số màu vàng là chữ E, là cái số rất là đủ, là màu vàng gan để đánh giá sơ hóa. À, đây là cái bảng thường là 2.5 trở xuống là F1, nó từ 7.5 trở xuống là F2, từ 9.5 trở xuống là F3, và từ 12.5 trở xuống là F4. Giá trị của nó là được FDA approved. FDA được chấp thuận từ năm 2013 và hiện nay trên thế giới hơn 54 nước đều có máy FibroScan sử dụng nó. Việt Nam sớm lắm, mua về rất là sớm nhưng không biết để làm gì đó. Tức là chỉ có máy đích mua về đầu tiên và máy đích nói về. Máy đích nói một câu là gì? Mà cái kết quả này tương ứng với sinh tiết gan à, là đánh giá được giai đoạn sơ gan, đúng không? Không có cả sơ gan đâu. Thế là hồi đó mọi người cho đi làm, thế mới cũng cho đi làm việc trả lời sơ gan độ 1, sơ gan độ 2 là có sơ gan độ 2 thế là bệnh nhân hả? Khóc luôn ra, bác sĩ cũng sơ tủy để bệnh nhân tâm sẽ gặp bình thường như sơ gan độ 1, độ 2 độ 0, độ 1, độ 1 là bình thường, đó là sơ hóa, thành ra bác sĩ họ có tim, thế là họ không thể gọi bệnh nhân đi làm nữa. Sau đó khi tôi biết được cái này, tôi biết rất là nhiều, tôi có đi báo cáo từ nam y bác của sơ hóa gan rất là nhiều. Từ cái sơ hóa gan họ hiểu nhiều hơn. Mặc dù tất cả lai lai của những gan họ chẳng nhiều nói đến sơ hóa đâu. Việt Nam hồi đó là không thể gì đến sơ hóa, không thể gì của gan sợ hết. Mà hai đề tài này là hai đề tài nghiên cứu hết. Một cái đề gan gan của đó là đề tài của số 2 của tôi. Và một cái đề tài sơ hóa gan là đề tài của tôi ha. Rồi, về cái câu chuyện của nó và điều kiện các bạn nhớ cái FibroScan này làm là từ đến cái số 1 đó các em. Đọc cái đọc cục là sao? Ha? Không có thâm nhập gì hết, nhưng một cái hạn chế của nó là nếu mà các bạn nào mà có nhân sự nó nhỏ quá hoặc là nó cũ quá thì cái đầu giờ em mờ thì nó không xài được ha, mình phải mua hai đầu giờ khác. Và một cái nữa là những trường hợp bạn cũ em, tất cả những trường hợp có liên quan là không làm được, không có chính xác. Những trường hợp mà viêm gan cấp, viêm gan mạng cao là không chính xác, tức là đánh giá của SUV tức là đánh giá quá mức. Thành ra những trường hợp ra viêm gan cấp thì cấp có laser hóa không? Viêm gan cấp có laser hóa không? Đây, sao cũng nhớ. Viêm gan cấp không bao giờ laser hóa hết, chỉ có viêm gan mạng có laser hóa thôi. Và sơ hóa là sự tiết kiệm nhân lực đấy, sơ gan ung thư, đúng không? Đây là cái kỹ thuật là khi cô làm gì, cô làm thì bạn cũng xin đọc cho biết, không biết thôi thì chỉ chú ý hai cái đó thôi. Rồi, nhưng mà cũng đâu cứ không đọc nữa, nhiều lắm, về lắm.